ラジーで ôi chà, nơi này thật đáng kinh ngạc. Tôi đã đi rất nhiều chỗ, ngay cả ở tại Tokyo cũng không có cái quán nào như thế này. Sếp đừng ngạc nhiên như vậy, vì đây là câu lạc bộ số 1 ở thành phố này mà. Một chuyến đi đến Sotenbori mà không ghé vào Grodan thì như kiểu món takoyaki không bỏ được bên trong. Đây cũng là để bù đắp rắc rối, vì để sếp phải đi công tác xuống tận cơ sở để gặp bọn em như thế này. Ít nhất đây sẽ là thứ mà bọn em đảm bảo với sếp rằng tối nay sẽ là một tối vui vậy ạ. Vậy hãy đi thôi nào. Anh có chắc là nơi an toàn không đấy? Ở đây đáng lẽ ra phải có rất nhiều người. Anh hiểu ý tôi chứ? Quanh nơi này ý. Không sao, sếp đừng lo về chuyện đó. Thật sự đấy, sếp phải để em nói bao nhiêu lần rằng hãy tin ở em đây. Được rồi, nhưng không phải Sotenbori là sân sao của tổ chức Omiya. Tôi nghe nói xung quanh thành phố này toàn là Yakuza đấy. Các loại hình kinh doanh khác ở đây cũng có cái bóng của họ. Nhìn thấy hai bọn họ không? Chắc chắn họ là Yakuza rồi. Tôi nghĩ là chúng ta tốt nhất nên đi về thôi. Không sao đâu, sếp cứ tin em đi thật sự đấy. Thì cũng có một vài câu lạc bộ trong thành phố này họ nhúng tay vào, nhưng mà chỗ này thì tuyệt đối là an toàn. Và đúng là cái thằng mà sếp vừa chỉ, hắn là Yakuza, nhưng khi hắn ở trong chỗ này, hắn phải có thái độ tôn trọng người khác. Anh có vẻ yên tâm về nơi này nhỉ? Giờ thì chúng ta ngồi đây và hưởng thôi. Thôi nào sếp, đừng hoài nghi nữa. Dù sao thì chuyện này vẫn... Chào buổi tối hai anh ạ. Chúng em có lỡ xen ngang không ạ? Không. Chào buổi tối. Đẹp không sếp? Toàn gái đẹp ở thành phố này đấy sếp. Anh sếp đây là một người rất quan trọng tại một công ty lớn ở Tokyo. Lúc này là cơ hội của các em để ghi điểm trong mắt anh ấy đấy. Ồ, anh ấy là người rất quan trọng ạ. Em nhìn thôi cũng biết rồi. Anh từ Tokyo đến ạ? Hay thế, vậy anh có xuống đây thường xuyên không ạ? Ồ không, chỉ là đang tiện chuyến công tác. Và anh đến nơi này vì cậu ấy cứ nặng nặc bắt anh đi. Phải, vậy nên hai em mà không giúp anh đêm nay thành đêm đáng nhớ thì danh tiếng của anh sẽ lụi bại mất. Anh tin vào bọn em nha. Dạ, anh cứ tin ở bọn em ạ. Vậy chúng ta gọi đồ uống trước nhé anh dai, hừm. Gì trước đây anh? Để xem nào hừm. 100.000 cho một champagne sao? Cái giá chắc đấy nhỉ? Vậy thì chúng ta dùng champagne đi. Khoan đã, khoan, anh chắc chứ? Nó tới 100.000 đấy. Không sao đâu, sếp đừng vờ lo, sếp đừng có quan tâm đến tờ hóa đơn. Sếp anh đến đây là để hưởng thụ cơ mà, lấy champagne đi. Cảm ơn anh rất nhiều, nhưng mà một chai có đủ không anh? Ờ, đi à. Đúng ạ, ta có anh sếp nhấn ở tận Tokyo tới đây thế này, một chai sẽ hết nhanh lắm ạ. Sếp nhấn lại nghĩ rằng người Osaka Kibo thì chết dở ạ.
Các em, thôi ai lại thế? Em nói anh thấy rất hợp lý, điều đó thuyết phục đấy. Vậy thì chơi đi, tới bến luôn, mỗi người một chai. Vậy là 4 chai ạ. Sao, hai em cũng có phần à ồ được thôi, 4 chai chốt. Ui ô à, anh đàn ông quá ạ. Chúng tôi đã sẵn sàng để gọi đồ rồi đây. Câu lạc bộ này thật là tuyệt, rất có sức sống. Vậy mà lần trước tôi ở thành phố này, tôi chưa bao giờ nghe về nó. À, nó là bởi dạo gần đây họ mới nổi. Vậy sao? Vâng, quản lý quán thay đổi và rồi bùm. Vậy sao? Thật rằng người quản lý đó đã làm nơi này trở nên khác biệt hơn sao? Anh ta tiếp cận được những cô gái nổi tiếng ở những quán khác, nhưng đấy là điều mà chúng ta không bao giờ được nói đến. Dù nó có thật hay là không, anh ta nhận lấy nơi này chỉ một địa điểm lớn, nhàm chán, chẳng có gì cả và rồi mang nó lên tận đỉnh. Anh ta quả là một nhà kinh doanh đại tài đây. Anh ta như thế đấy ạ, quản lý của bọn em rất nổi tiếng trong kinh doanh giải trí về đêm. Mọi người đều biết tới anh ta là ai. Vậy sao? Tôi mong mình đủ may mắn để gặp anh ta. Này, tôi nói là đủ rồi đấy nhé. Tao đã tìm rất nhiều rồi, hãy cho tao thấy sự phục vụ đàng hoàng xem nào. Thôi nào, em cũng thích cứ làm trò làm gì. Thích cái con cờ ấy, đừng có bóp nữa, bỏ ra. Xin lỗi thưa anh, hành động của anh đã vi phạm vào luật không động chạm của quán. Xin anh hãy biết giữ mình ạ. Nghe này, tôi đang cảnh cáo anh đấy. Hả? Mày cảnh cáo tao à? Vậy mày sẽ làm gì để ngăn tao đây hả? Mày mất tiền của tao đấy. Dẹp cái luật lệ có đã của chúng mày đi. Mày ngon đấy, thằng khốn. Anh thấy gì chưa? Thế này là ổn đấy à? Chúng ta nên đi thôi. Sếp cứ bình tĩnh, rồi sếp sẽ thấy thứ đó. Việc này sẽ chấm dứt trong vòng một nốt nhạc. Tại sao anh có thể chắc định như thế? Bởi vì anh ta sẽ lo việc đó, là anh ta. Anh ta à, dạ đó, có phải là hắn sẽ sử dụng cơ bắp không? Thưa ngài, sự có mặt của anh ở đây là sự vinh hạnh của chúng tôi. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh là ai? Nhìn giả tạo lắm, có ý gì đây? Một lỗi thường gặp. Nhưng dù sao việc này cũng sai luật. Thì sao? Và mày là thằng nói nào thế? Thứ lỗi cho tôi là quản lý của câu lạc bộ này. Tên tôi là Majima. Anh là quản lý ở đây à? Khoan đã, đó là anh chàng nổi tiếng đấy sao? Tại sao mà họ lại cho ra cô gia xuất quản như vậy thế? Tôi xin lỗi, vì tôi đã thô lỗ khi giới thiệu về bản thân. Lỗi tôi do tới đây đường đột, nhưng tôi xin đảm bảo với anh rằng tôi là dân thường. Tôi là quản lý và anh đã sai luật. Vậy nên tôi yêu cầu anh không được đụng chạm nữa và không được có hành vi bạo lực khi anh đang là khách hàng của chúng tôi. Nếu nó làm phiền mày đến thế, tại sao mày không dừng người đó lại bằng cái uy hiếp nào đi nhỉ? Hay là mày chỉ nói cho ai thôi? Tôi xin lỗi, tôi không thể làm điều đó được. Khách hàng là thượng đế, anh biết điều đó mà. Cái chính sách của mày được đấy. Ấn tượng đấy, tao thành fan hâm mộ rồi đấy. Đây tao mời mày, uống đi anh bạn.
Sao? Bây giờ mày vẫn còn thích ông vua của mày không? Anh rất là tốt bụng. Tôi phải nói rằng, tôi thích nhà hiệu này lắm. Tôi ước mình có thể tắm trong nó. Anh làm cho giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi ạ. Thằng khốn này, mày cũng mày đó. Thưa ngài, tôi phải lặp lại việc tôi vừa yêu cầu với anh, trừ khi anh đã đủ vui trong tối ngày rồi. Nếu anh cố làm phiền vào chuyện kinh doanh của bọn tôi thêm nữa, vậy thì ngài sẽ làm gì hả? Nếu đó là điều anh muốn, các chàng trai, cho tôi tiếng nhạc nào. Nếu mà anh vượt quá ranh giới của tôi thì tôi sẽ dạy anh một điều nhảy. Dù sao tôi sẽ không bao giờ dùng tay để chống lại anh. Dù sao thì khách hàng là thượng đế. Mày vẫn đang cố theo cái lý thuyết đó sao? Thằng thương lỗi quá đảng. Đến giờ diễn rồi. Vì sự an toàn của anh, tôi sẽ giữ cái này. Cảm ơn anh. Đến lần nào đầu khốn, bọn tao sẽ đưa mày lên đầu, tính với hắn đánh, bút nó đi. Mọi người xin hãy chú ý. Mọi người đã thấy người đàn ông này có hành vi bạo lực vi phạm vào luật trong câu lạc bộ của chúng tôi. Và nó gây phiền toái cho tất cả mọi người. Và chúng ta nên đưa anh ta lên đồn, điều đó là đúng rồi. Nhưng dù sao thì, tôi xin mọi người lòng trắc ẩn. Cái gì? Tại sao? Nếu chúng ta giao người đàn ông này cho cảnh sát, anh ta sẽ mất đi chỗ đứng trong xã hội mà anh ta đã phải làm việc chăm chỉ để gây dựng nên nó. Đây có phải là sự trừng phạt đích đáng với việc chỉ lỡ có hành động sai lầm vào buổi tối nay hay không đây? Vậy nên, hãy thay vào đó, tôi sẽ cho người đàn ông này một ân huệ. Tôi sao? Vâng, đối với khách hàng thường sống về đêm, tôi yêu cầu anh đổi rượu chua sang rượu tươi. Và anh sẽ phải bao rượu cho toàn bộ câu lạc bộ vào tối nay, đối đãi với những người ở đây như một đêm cầu nguyện. Trưởng phòng kinh doanh trụ sở chính hóa dược Soten, tôi nghĩ tiền hàng năm để anh giải trí có tới cả 100 triệu cũng chả bỏ bằng gì. Đây đó là danh thiếp của tôi. Từ lúc nào mà anh
Tôi không muốn biến khách hàng của tôi trở thành tội phạm. Với cả tôi cũng phải đảm bảo rằng những khách hàng quen của tôi cảm thấy thoải mái hứng thú. Tôi hiểu đây là một lời đề nghị ích kỷ. Làm ơn hãy cho tôi một sự khoan hồng. Được thôi, nếu mọi người cũng muốn điều đó, tôi rất vui được nghe đổi cho tất cả mọi người vào tháng này. Điều đó có là đủ cho tất cả mọi người chưa? Lời cảm ơn chân thành từ tôi. Mọi người đã nghe thấy người đàn ông đây nói gì rồi đấy. Quý ông và quý bà mọi người nói sau đây. Một lần cảm ơn ạ. Tôi đã chạm sâu được vào lòng trọng lượng của mọi người vào tối nay. Nếu mọi người có thể, xin một tràng pháo tay cho lòng dũng cảm từ quý ông đây nữa. Và giờ, làm ơn hãy tiếp tục tận hưởng buổi tối nay. Vậy đó là người quản lý đó. Tôi giờ hiểu ý anh nói gì rồi. Tôi đã hiểu tại sao nơi này là số một dưới tay của anh ta rồi. Mọi người đều nói thế khi được thấy anh ta làm việc. Quản lý của câu lạc bộ rượu Gờ Rang, chú tể của màn đêm Soten Tobi. Cảm ơn anh đã ra mặt. Em xin lỗi đã làm phiền tới anh. Ở dưới giờ sao rồi? Mọi người thoải mái lại chưa? Rồi anh ạ, mọi người đã thấy thoải mái hơn sau vụ việc vừa xảy ra. Dù sao thì mọi người cũng đang gọi nhiều đồ uống hơn vì được ai đó mời ạ. Tôi biết điều đó. Có ai bị thương không? Không thưa anh, Ono có bị xô ngã và ngã lăn quay ra đất, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ ổn thôi ạ. Có vẻ ta sẽ thưởng thêm vào tối nay cho Maki-chan. Không có gì giết chết tinh thần cô ta bằng cách bị như thế, nhưng chả được gì. Vâng, tôi đang chú ý tới khu vực đó rồi ạ. Tốt, nhớ thêm một điều nữa là hãy quan sát kỹ đến thằng Lin vừa nãy. Tôi đã có danh thiếp của gã, nhưng không có nghĩ hắn sẽ không làm gì ngu ngốc cả, kiểu như xù khoản tiền mà hắn vừa hứa sẽ bao cả quán ấy. Khoản đó xong luôn rồi, thưa anh. Tốt, anh em công nhân viên dạo gần đây còn ổn định về mặt đời sống chứ? Cũng không có thứ đáng quan ngại để nói, nhưng mà... Cùng ra đi. Nhân viên tiếp độ mà chúng ta mới nhận vào tháng trước, Kana E-chan, hình như là cô ta dạo gần đây có hay cạnh tranh với các cô gái khác, cụ thể là Sakura không chan. Lại chuyện với bọn này nữa sao? Châm bẩm cho những người phụ nữ này làm tôi muốn vào trại tâm thần lắm rồi đấy. Tôi đã cố khuyên nhủ cô ta, nhưng cô ta ngoan cố lắm.
Thôi được rồi, tôi sẽ xuống để bảo ban lại cô ta. Xin lỗi vì đã để anh vướng vào mấy cái rắc rối này. Tôi cũng báo cáo hết rồi. Có lẽ là mình nên đi gặp cô ta ngay lúc này và chửi thẳng mặt cô ta luôn. Cô ta chắc đang trong phòng thay đồ. Chào anh, mọi việc vẫn ổn chứ ạ? Công việc kinh doanh đang nở rộ nhờ tới anh đó. Tôi không biết cảm ơn anh sao cho hết. Nơi này quả là đáng kinh ngạc. Tôi không ngờ rằng có Tembori lại ẩn giấu một viên ngọc quý như thế này. Tôi sẽ là khách hàng quen ở đây bất cứ lúc nào tôi tới cái thành phố này. Chào anh, mọi việc vẫn ổn chứ ạ? Ê anh rảnh không? Thưởng, à anh à, em xin lỗi anh, em có thể giúp gì anh ạ? À? Anh đi gọi Kana E cho tôi được không? Tôi cần nói chuyện với cô ta. Vâng, được ạ. Anh ta có chuyện gì vậy? Sao lại cứ đứng như trời trồng thế nhỉ? Chào sếp, anh tối nay làm việc trôi quá. Cảm ơn em, Kana E-chan. Vậy anh muốn nói chuyện gì với em à? Quản lý cấp dưới của mình nói rằng cô ta hay tị nạn với Sakura không? Mình nên bắt đầu nói việc này thế nào đây? À, nhìn em hôm nay trẻ lắm, cưng à. Anh lại còn tưởng là có em ca sĩ mới nổi nào lãng vãng quanh đây nữa cơ đấy. Cái anh này, thôi cái kiểu nên bờ đấy đi, chỉ có khách hàng mới thích nghe mấy câu đấy thôi. Vậy sao? Vậy thì anh rút lời lại nhé. Sao? Vậy đó chỉ là nịnh đầm thôi à, anh tổng tài làm con tim em đói quá. Ồ thôi nào, em biết là anh không nói dối bao giờ mà. Thôi thì để khi nào anh mua bữa tối cho em nhé. Để em tha thứ cho anh được chưa nào? Thật sao? Anh tổng tài à, em yêu anh. Chuyện này nghe đần đần sao á, đến lúc vào việc chính rồi. Cũng đã được một tháng kể từ khi em vào đây rồi phải không? Mọi chuyện thế nào rồi? Em có cảm thấy thích thú với môi trường làm việc tại Grand không nè? Vâng, em nghĩ vậy. Sảnh ở đây rộng hơn các nơi. Em làm việc trước đây, từ đầu em còn hơi chân ướt chân ráo. Nhưng giờ thì em đã thấy hoàn toàn thoải mái rồi ạ. Cũng có thêm nhiều khách hàng và đặc biệt chỉ đến để gặp em thôi đấy. Vậy sao? Thật vui khi được nghe về điều đó. Cũng không ngạc nhiên khi em là số 1 ở câu lạc bộ cũ, một câu lạc bộ lâu đời nhất tại phố Kita. Có lẽ là anh đã đoán trước được điều đó rồi. Hừm, ý anh là gì? À thì, kiểu là các cô gái sau một vài tháng, thường họ sẽ nghỉ việc và rời đi khỏi đây. Anh lo lắng khi lỡ có em trong số đó thì sao? Ồ, anh đừng sợ điều đấy, em chưa bao nghĩ đến việc bỏ cuộc cả.
Mặc kệ việc có con phù thủy và Sakura cô cố gắng bắt nạt em, nhưng em không để ý cô ta đâu ạ. Chết mẹ rồi, gọi hẳn là phù thủy già luôn, nghiêm trọng phết nhỉ. Thôi, đừng có như vậy mà, Sakura không là trợ tá ở đây, cô ta hỗ trợ những cô gái khác nữa. Điều đó là thứ chúng ta yêu thương cô ta mà, hãy cố quen thuộc với điều đó được không nào? Ừ, tại con mụ đàn bà đó cứ chỏ mũi vào chuyện người khác ấy, mà cô ta có nhiều người bao bọc quá nhỉ. Nhưng rồi sớm thôi, em cũng có bè phái của em, và em sẽ đối đầu lại với họ. Không biết cô ta có nhận ra rằng cô ta đang bị khiển trách ở đây hay không. Mình ngu vậy, con bé này thấy mình ngu là nó thái độ lồi lõm với mình ngay được. Tốt nhất nên chửi thẳng mặt cho nó thông cái bộ não nó ra. Điều đó là không đúng đâu, Kanae-chan cô phải biết cách học luật lệ buồn chứ. Không quan tâm là cô giỏi thế nào hoặc nổi tiếng ra làm sao, nếu cứ tị nạn như vậy, thì khi cô thức giấc vào một ngày nào đấy, xung quanh cô sẽ chỉ toàn là kẻ thù mà thôi. Thế cũng chả sao cả, tôi làm việc này không phải để làm bạn hoặc để hài lòng những cô gái đồng nghiệp khác. Thật sao? Đó là điều tốt nhất cô có thể làm sao. Tôi rất là thất vọng. Tôi cá là cô sẽ ở đây đủ lâu để kết thêm nhiều kẻ thù nữa rồi đấy. Chờ đã, đấy là có ý gì? Cách làm việc của tôi có vấn đề gì à? Đúng rồi, cô ta là kiểu người thích cạnh tranh. Đặt phần thưởng của cô ta lên móc câu thì cô ta sẽ cắn câu. Nghe này, tôi không có ý nói cô nên làm bạn với Sakura không. Thực ra, tôi muốn hai cô có một trận đấu nảy lửa. Một trận đấu sao? Phải, nhưng không phải là đâm sau lưng nhau. Chiến đấu giúp thúc đẩy con người ta tốt lên. Cô sẽ mang theo điều này tới tất cả những cô gái khác đang cùng làm việc với cô. Nhưng bây giờ thì cô lại đang giẫm đạp lên những người khác và nó gây khó khăn cho tất cả mọi người xung quanh cũng muốn được tiến lên. Khách hàng có thể yêu thích điều đấy, nhưng tôi không dùng được họ ở đây. Grand này cần một cô gái nổi tiếng với các chàng trai và cả với các cô gái. Cả với các chàng trai và các cô gái sao? Vấn đề là, tôi biết cô là cô gái đó, Kanae-chan. Đó là lý do duy nhất mà tôi phải xuống đây để nói với cô về điều này. Anh thực sự nghĩ vậy sao? Em xin lỗi anh, em đã xử sự như một đứa trẻ hư. Em sẽ cố gắng trở thành cô gái đó, trở nên tử tế hơn. Làm ơn cho em cơ hội đi mà. Để thấy chưa, cô hiểu tiếng Việt mà. Tôi biết ẩn giấu bên trong cô là một đứa trẻ thánh thiện. Và tôi mong anh sẽ giúp em tỏa sáng hơn nữa, bất kể khi nào em cần tới nó. Cuối cùng thì cũng xong, cũng mất thời gian phết. Và khoan nào, có chuyện gì với anh nhân viên kia thế? Không thể để anh ta lơ mơ trong giờ hành chính thế kia được. Phải hỏi chuyện với anh ta xem sao.
Bằng cách nào đó mình phải kiếm được 500.000. Trời ạ! Sao mặt dày như cái bơm vậy? Cần đi vệ sinh à? Sếp ạ, không, em có một bức thư được gửi từ em gái của mình ở quê nhà. Vậy à, và có vấn đề gì sao? Không may rằng, bố em đang bị ốm nặng. Bác sĩ bảo ông phải nhập viện, nhưng tiền thủ tục chữa trị mất tận 500.000 yên. Em thì làm gì có khoản tiền lớn như thế? Chia buồn với anh về chuyện đó, anh đã hỏi thử xin lời khuyên từ quản lý khu vực chưa? Một chuyện không may xảy ra lúc đó đã ép em phải hỏi một lần. Em sợ nếu em hỏi nữa, em sẽ bị đuổi. Đặc biệt nó lại là một khoản nhiều quá. Anh đúng là trong tình trạng éo le đấy nhóc đây, để tôi giúp anh. Cái gì cơ? Nhưng mà sếp em không thể. Đừng có từ chối nó, anh quan trọng hơn tiền. Con người quý giá nhất ở sinh mạng, một khi mà họ chết đi thì tiền cũng tiêu tan. Anh ơi. Và theo tôi nghĩ, anh đã lâu rồi không về nhà rồi phải chứ? Hãy nghỉ ngơi một vài ngày đi, về thăm ông già ở nhà đi. Cảm ơn anh, thưa anh. Xong rồi, vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao cho nơi này hoạt động trơn tru nhất có thể. Mình đã ném quá nhiều tiền vào thứ mình cần phải chi ra rồi. Nhìn có vẻ thế là hết rắc rối với nhân viên của mình rồi. Đến lúc mình đi kiểm tra sảnh xem sao. Thưa anh, có rắc rối. Mẹ, sao nữa? Một khách hàng đã đến chỗ chúng ta ngồi và gọi đồ một đống đồ. Bây giờ anh ta mới biết là mình không có tiền trả cho những thứ đó. Đầu tiên, anh ta chọn ra hết những chai rượu quý giá nhất. Xong sau đó anh ta chọn những chai whisky và rangia tuyệt phẩm của chúng ta. Hóa đơn của gã đã lên tới 4 triệu rồi đấy ạ. Bắt đầu bằng thứ đắt nhất, sau đó chọn những thứ giảm dần à. Hắn có kiểu gọi món lương lẹo theo phong cách khá cổ điển đấy. Vâng ạ, em nghĩ chúng ta nên dừng anh ta lại. Anh ta ở đâu đấy? Chỉ đường cho tôi đi. Ngay lối này ạ. Ê, tôi gọi đồ rồi mà sao đâu vậy? Chính hắn đó. Có chuyện gì thế ạ? Không có gì. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông. Sao? Anh mang đồ uống tới cho tôi rồi ạ? Đây không phải là anh quản lý chọc mắt đấy sao? Trời ạ, không có gì tốt bằng một chai rượu được ai đó mua cho phải chứ. Thưa ông, tôi muốn nói vài chuyện với ông. Tôi có thể mời ông vào văn phòng một chút được chứ? Cái gì thế? Ở đây tôi đang chuẩn bị có rượu uống mà.
sẽ không lâu đâu, tôi đảm bảo đấy. Được, không thôi. Nếu đó là điều anh yêu cầu, anh quản lý. Được rồi, anh sẽ quay trở lại nhé. Chắc tôi có nên. Tôi sẽ lo liệu hắn. Anh quay lại làm việc đi. Tôi hiểu rồi, thưa anh. Vậy chúng ta đi nhé. Dẫn đường đi. Việc kinh doanh quả là phát đạt quá nhỉ. Chỗ này hồi trước nó đã hoàn toàn bị phá sản cách đây không lâu trước rồi đó mà nhỉ. Thật bất ngờ khi mọi chuyện đã thay đổi. Saga Oahan tới đây là có chuyện gì? Majima-chan, cậu bỏ tiểu chăm biến mới đi. Tôi chỉ muốn ghé qua xem cậu làm ăn thế nào thôi mà. Đó là một phần công việc của tôi. Dù sao thì vừa nãy hẳn một phần thưởng thêm những phí đánh giá vào tối nay đấy. Nếu mà ông đến đây rồi thì ông có thể ít nhất trở nên lịch lãm hơn được không đây? Ông cứ kiểu thế sẽ đuổi khách của tôi đi đấy. Cho tôi xin lỗi về điều đó. Tôi đoán là tôi mang hơi hướng của cái đó nên. Tôi đã nghe thấy những chuyện vào tối nay. Cậu đã xoay chuyển một cuộc ẩu đả thành một khoản lợi nhuận. Thế mới là nhóc tỳ của tôi chứ, Goro Majima, chúa tể màn đêm của Sotenbori. Cậu giải quyết vấn đề của khách hàng bằng cách xoay chuyển nó trở thành một buổi biểu diễn. Sau đó cậu lái khách hàng tới chỗ mua hàng rồi gắn lên người họ một mớ hóa đơn. Quả là thông minh đấy. Tôi đã nói với cậu rằng một môi trường sống lương thiện và lành mạnh rất phù hợp với cậu. Cậu thấy điều đó đúng không? Điều đó chán chết. Ai lại muốn đi sống cái cuộc sống như thế này cơ chứ? Cậu không biết cậu giỏi đến mức nào khi có thứ đó tiền, cậu đứng và sự nổi tiếng. Cậu giờ đang có cả ba thứ đó, vậy nên cậu chắc chắn luôn làm đàn bà chìm đắm. Nhưng có vẻ đó không phải là hương vị cậu thích nhỉ? Điên rồ quá nhỉ? Một người đàn ông có cái thứ mà tất cả đàn ông trong thành phố này đều muốn có, nhưng anh ta lại đang muốn đi tìm một thứ gì đó khác biệt hẳn. He, hạnh phúc như một con đĩ, cứ thích làm theo cách của nó nhỉ. Sao ông nói chuyện hôm nay tàu là quý giao thế? Sao, cậu không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa hả? Tôi hiểu rồi, bởi vì bản năng của cậu không thỏa mãn với việc đó nhỉ. Dù sao thì, việc này nó cũng chỉ là một sự trừng phạt dành cho cậu mà thôi. Nếu cậu có quá nhiều niềm vui ở đây, thì nó sẽ là vấn đề cho tôi và cả anh trai tôi Shimano. Ông có thể đi vào vấn đề chính được chứ? Bao lâu nữa cho tới khi ông để tôi trở lại làm gia cư ra đây, thưa ông chủ? Thôi nào! Cậu thật sự đã làm phá vỡ buổi đàm đạo bằng hai câu hỏi này đấy. Tại sao cậu lại vội vã quay lại đó thế hả? Thành thật mà nói, tôi không hiểu điều đó cho lắm đâu. Tờ Suka Sasagawa trợ lý cho chủ tịch thứ năm tổ chức ô mi trưởng họ gia đình Sagawa. Đó không phải là thứ ông cần bận tâm tới. Đây là tiền của tháng này. Nếu tôi cố gắng hơn, tôi sẽ kiếm được 100 triệu vào tháng tới để đưa cho ông. Quả là ấn tượng đấy. Ông không nhận đi đi. Tôi đưa ông số tiền này để ông bảo Shimano cho tôi quay trở lại gia đình. Đó là giao kèo. Thế à, hôm trí nhớ của tôi dạo này kém quá. Tôi không có kiên nhẫn cho kiểu đùa thế đâu nhé. Ồ, được thôi. Cho tôi thấy 500 tiền nữa, sau đó tôi sẽ đưa đề nghị nhỏ đó lên cho cậu. Con chuột nhắt tham lam chết tiệt.
Sao? Cậu có định đánh tôi hay không thế? Một câu hỏi ngớ ngẩn vậy, cậu không thể làm điều đó là cái chắc rồi. Bởi nếu cậu làm vậy, cậu sẽ lại được tìm tới cái hố đó. Cậu không muốn điều đó xảy ra sau khi vừa được nhìn lại ánh sáng ban ngày đâu phải chứ. Đây là cách mà thế giới này có khuynh hướng như thế mà khi cậu trở về lại nó. Và cậu phải quen với điều đó. Cậu nghĩ là cậu được tự do khi cậu như một con bò sữa béo bởi cho Yakuza chúng tôi như thế á? Cậu thấy chưa? Cuộc sống dân thường có nghe hấp dẫn hơn không? Má nó, 500 triệu, 1 tỷ hoặc là bất cứ cái gì, tôi cũng sẽ làm bằng được. Nếu nó cho tôi trở lại cuộc chơi, tôi sẽ làm bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì à? Ông nghe rồi đấy. Thậm chí là giết người. Thế nào đây? Nếu cậu muốn quay lại cuộc chơi, cậu đi giết người được không? Thôi thoải mái đi, tôi đùa thôi. Xin lỗi vì đã đẩy cậu lên cao quá. Để mà nói với cậu thì cuộc sống làm Yakuza vào một thời điểm nào đó, cậu sẽ phải bước qua chuyện giết chóc vào một ngày nào đó. Và tôi muốn nhận thấy liệu cậu có nhận thức được điều đấy không. Dù sao, cậu cũng đang làm rất tốt ở đây. Hãy giữ phong độ nhé anh quản lý. À mà phải rồi, tôi quên mất một chuyện nhỏ. Cậu có một cô nhân viên ở đây, tên là Noriko phải không? Cô ta thì sao? Tôi cần cô ta đến một quán câu lạc bộ khác. Cô ta sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Cái gì? Chỗ đó cần một nhân viên có tài năng. Noriko là người đứng đầu ở đây phải không? Tôi nhận ra cô ta là người phù hợp với việc đó đấy. Tôi đã cho cô ấy biết điều đó. Vậy nên cậu chỉ cần hỗ trợ cô ấy và đừng để lại nhận giảm được chứ. Cậu còn 500 triệu nữa cần phải cố gắng đấy anh bạn. Thứ lỗi cho tôi, thưa anh, tôi vừa có cuộc gọi từ cô Noriko chan. Cô ta nói sẽ chuyển qua một câu lạc bộ khác, bắt đầu từ ngày mai đấy ạ. Tôi vừa nghe qua chuyện đó rồi. Anh biết rồi sao? Nhưng vì sao cô ta đang là sự chú ý của chúng ta? Nếu chúng ta mất cô ấy, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về vị trí câu lạc bộ của mình đấy ạ. Nói với tôi thì có tác dụng gì đây? Đây là chỉ thị từ ông chủ. Chúng ta không làm gì được đâu. Tôi hiểu. Dù sao thì làm thế nào chúng ta có thể vượt lại sau việc đó đây ạ? Làm ơn, chúng ta không có thời gian ủ rũ vì ở đâu vẫn có những cô gái tiếp rượu nóng bỏng nhất trong thành phố này thế. Ở câu lạc bộ khác sao? Nếu tôi nghe ngóng được thì Noyomi-chan ở Odisei cô ta là một nhân viên xuất sắc. Cô ta là một phần trong bộ máy của họ, để có thể đấu lại chúng ta một cách mạnh mẽ nhất có thể. Vậy sao? Vậy tôi đoán là tôi phải đến đó rồi. Sếp, anh đi đâu vậy? Anh còn hỏi à? Tất nhiên là tôi gọi Noyomi về đội của ta. À không phải đấy, là các kiếm chuyện khi đi cướp nhân viên giỏi kiếm tiền nhất từ đối thủ sao ạ? Anh sẽ làm chuyện đó thế nào đây ạ? Cuộc sống về đây là một khu rừng, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Nếu ta thụt bước thì quán gờ gan này sẽ sụp đổ ngay lập tức. Công việc của tôi là ngăn ngừa việc đó xảy ra, giữ chắc pháo đài. Tôi hiểu rồi, thưa anh. Anh hãy cẩn thận điều đó hả? Odisei ở Sokokujo, đến lúc ghé thăm họ một chút rồi.
Cậu kia. Cậu là quản lý của quán rượu Gờ Răng phải không? Vâng, là tôi. Tôi biết mà, ngay cả dáng đi của cậu cũng có phần rất tự tin. Cách cậu đứng phòng thủ không có điểm mù, bất chấp vẻ bề ngoài của mình có khuyết điểm. Tôi xin lỗi, thưa ông, chúng ta gặp nhau chưa? Tên tôi là Someta Rokumeki. Tôi giảng dạy võ thuật và nó giờ đã đạt tới mức thượng thừa rồi. Võ thuật sao? Phải, nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy kỹ năng của mình xuống dốc. Chắc tôi đã tới tuổi, vậy nên tôi đã bỏ lại hào quang ở Tokyo và bắt đầu về đây. Và ngay cả khi tới đây, tôi nhận ra thời đại này đang có quá nhiều thứ dư thừa. Kẻ thì ham ăn và kẻ thì ngu muội, thích thú vui xác thịt, không một ai thèm khát võ thuật nữa rồi. Và khi tôi nghe được có một quán rượu gọi là Gờ Răng, họ nói đó là ngôi nhà có một người đàn ông rất là thú vị. Xin phép cho hỏi, nhưng ông đã bao giờ vào chỗ đó chưa? Câu hỏi kiểu gì vậy? Rượu chè và mấy em gái vây xung quanh ấy à? Huệ nói dư thừa, tất nhiên tôi không vào đó rồi. Thế thì tại sao tôi phải mất thời gian khi ông không phải là khách hàng của tôi đây hả? Với cả, cái võ thuật gì mà ông muốn cho tôi được biết thế? Trông cậu tỏ ra một thứ sát khí đáng sợ, sát khí còn hơn cả những người đàn ông tôi đã tìm kiếm vài năm trước đây. Cậu có thể cho tôi một vinh hạnh được chứ? Vinh hạnh gì? Ông muốn tôi đấu với ông à? Phải, có một cái sức mạnh đang ngủ sâu trong cậu. Tôi từ chối để nó ngủ đông, không thể để khiến nó thêm được nữa. Ông ổn không đấy, ông bạn? Tôi là người bận rộn, đấu với ông, tôi cũng chả kiếm thêm được đồng nào đâu. Dấu tài nghệ của mình, nếu điều đó làm cậu thích thú, tôi biết tiền không phải là thứ mà kẻ thèm khát muốn được lấp đầy. Dù cậu có muốn cho người khác thấy mình lương thiện ra sao, thì tôi lại càng muốn được nhìn thấy con quỷ đang ẩn trong cậu. Con trai cách duy nhất để đẩy con quỷ đấy ra khỏi đó là phải để nó đối diện với một trận đánh khốc liệt. Con quỷ sẽ buông lỏng cái xích đó ra để thả cho cậu sự tự do. Vậy ý ông là, ông chính là người mạnh đó à? Thôi thôi, như nó đang xảy ra, thì tôi cho là thế. Giờ cậu đã hiểu lý do sao phải đấu với tôi chưa? Nếu không thì tôi cũng chả để cái tay mình yên đâu. Không nói được lý lẽ với ông rồi đúng chứ? Được, ông thắng. Tôi nghĩ là cũng một thời gian kể từ khi tôi thực sự thả bản thân mình ra là sao. Dù sao thì không phải ở đây. Nếu cậu đã nài nỉ như thế. Chỗ này chắc được. Hát mờ mờ, cậu thật là khó tin đến khủng khiếp để có thể đồng ý việc này. Tôi bắt đầu nghĩ cậu giấu sức mạnh của mình đi. Chắc hẳn phải có lý do. Tôi biết vì tôi cũng có. Nắm đấm như một thanh kiếm, bỏ mặc nó đến mức rỉ sét. Khi cậu cần đến nó, thì cậu sẽ không bao giờ rút được nó ra nữa. Cậu nói sao đây? Cậu có bao giờ cảm thấy thôi thúc muốn nhún vai và chiến đấu để có thể thay đổi lại phong thái chiến đấu của bản thân chưa? Nếu ông đề nghị, thì tôi chơi. Cũng không to tát gì nhiều với một ông già nhặt lon hợm hỉnh như ông. Hờ hờ, đừng có lo quá. Mỗi trận chiến,
Thứ tôi còn đều sẽ xử lý được con phốc như cậu cho tôi xem cái gì cậu có xem nào. Mừng là tôi vẫn có mắt tìm nhân tài cậu sẽ vượt qua tôi vào một ngày nào đó, tôi hứa là như vậy. Hay, ông nội ông đang sống cái cuộc sống kiểu gì đấy? Một trong những kiểu người chiến đấu không cần vũ khí, đánh cược mạng sống của mình vào đôi bàn tay qua hàng thập kỷ rồi. Không phải vì đối thủ nào của tôi cũng chơi đẹp. Tôi đã từng phải đối mặt với kiếm, vũ khí cầm tay. Và ông nghĩ rằng tôi sẽ mạnh hơn nữa à? Rất nhiều. Ngay cả vào lúc này, tôi đã nhìn thấy sự thay đổi ở trong cậu. Tôi vừa đấu với cậu và nhận ra sức mạnh đó tôi đã từng có. Cậu đấu với tôi và mạnh lên mà không hề hay biết. Một lợi ích cho cả hai chúng ta phải chứ? Phải, tôi đoán vậy. Tôi sẽ rời khỏi thành phố vài ngày, cậu sẽ lại gặp tôi thôi, khi thời gian đó tới. Được rồi, tôi sẽ chờ. Giờ, mong là không có gã già kỳ lạ nào phiền nhiễu mình nữa. Mình phải đi nhổ lông no do mi khỏi bọn Odyssey đó mới được. Odyssey ở Seoul, Fukuchō. Mình sẽ đi thẳng đến đó. Nhưng cũng chả sao nếu mình đi gom ít thông tin. Trước tiên cứ thế đi. Odyssey chính là nơi này. Sẵn sàng tạo ra phép màu chư Majima. Vào việc thôi nào. Mình không thể vào theo cách này, nó sẽ làm lộ vỏ bọc mất. Xin chào mừng tới Odyssey tiệc tùng một mình thôi hả anh dai? À. Xin lỗi,
Nhưng hiện giờ chúng tôi đang đầy bàn, anh có thể đứng chờ trong giây lát chờ chỗ có được không ạ? Được, không vấn đề gì. Rất cảm ơn anh. Làm ơn mời anh gì đó này, tôi sẽ mang một chút nước để anh ngồi đợi. Thôi không cần, đừng quá ép bản thân mình quá, tôi không mời đâu. Đợi khách nhưng không hề đổi khách đi. Được đấy, dù sao mình cũng phải nhanh lên để có được yêu cầu gọi ra Noyami. Cảm ơn anh đã chờ đợi. Bạn đã sẵn sàng thưa anh. Làm ơn hãy theo tôi. Không hiểu Noyami đâu, tốt nhất nên nhìn xung quanh nơi này trước xem sao. Cái bàn này có hy vọng đấy. Một gã già ăn mặc quần áo bẩm bao, một ông trung niên phong cách dân chơi và một thằng nhóc nhìn như ăn mày. Hẳn là ở trong giải trí, một giám đốc, một tài năng và một thằng trợ lý hoặc một thằng làm việc le ve. Ba khách nhưng chỉ hai gái cảm thấy hơi mất cân bằng. Cái quái gì thế? Nhìn gã này như kiểu máy xúc vậy. Ở trong cái chỗ nổi tiếng Odyssey đông người thế này mà hắn dám. Mà ngay cả có đám đông đi nữa thì cái quái gì thế kia? Nhìn chỗ đó thấy ổn đấy. Nhìn hai gã tầm 50 tuổi hoặc gì đó, mặc vest, đeo đồng hồ hiệu ý hẳn là người làm tài chính hoặc làm nhà đất gì đó. Nhìn không có vẻ một trong số họ đang cố gây ấn tượng với người kia, và họ vẫn còn rượu ở đây, hẳn là khách quen rồi. Xét theo kiểu bọn họ nói chuyện với gái khó thế nào, thì bọn họ đã lún quá sâu rồi. Một con cá bự giống họ sẽ giúp nơi này hoạt động cả năm. Hơn, mình không thực sự cảm thấy được nó. Nhìn cách ăn mặc của các cô tiếp rượu quá cũ kỹ, giống như bộ đồ đó đang hát hãy giải phóng tôi khỏi những năm đại học đấy. Có thể đó là nhìn có vẻ cổ điển, nhưng nói thật nó hết đát rồi. Những gã tầm tuổi đó hẳn là không để ý tới điều đó, nhưng tôi đoán những gã già ở câu lạc bộ này sẽ cảm thấy như ở nhà. Thực tế nhìn các cô gái ăn mặc giống nhau như thế hẳn là chính sách của câu lạc bộ, không phải phong cách riêng của họ. Hừm, cái bàn đó trống, tưởng nơi này được đặt kín chỗ rồi cơ mà. Có thể họ giữ người xếp hàng ở lối đi vào, ngay cả khi nơi này có chỗ trống đi nữa, để nơi này có vẻ nhìn trang trọng cao quý hơn. Xin chào, em là Takako. Có lẽ họ không phí phạm Noyami cho người mới vào, nhưng mình sẽ moi được những thông tin tốt từ cô gái này. Qua. Wow. Họ cử một cô gái 17 năm đến tiếp tôi này. Ồ, cảm ơn anh. Giờ chúng ta gọi gì để uống đây ạ? Tại sao chúng ta không bắt đầu với sâm nhỉ? Được luôn ạ. Cho gọi đồ uống với làm ơn. Được rồi, kế hoạch moi thông tin Noyami từ cô ta sẽ là gì đây? Vậy em có thú vui tiêu khiển nào không Takako-chan? Em luôn đi trượt tuyết trên dốc cao thường xuyên vào tất cả các tuần.
Em đang để ý một bộ đồ trượt tuyết nhìn siêu siêu đáng yêu. Giờ em đang cần một ai đó đi cùng em để mua nó cho em đây. Ha ha ha. Em đang lên ý định khiến một khách hàng nào đó mua nó cho em chứ gì. Khách hàng thường xuyên của em chả ai ga lăng cả. Điều đó có nghĩa là đây là cơ hội tuyệt vời để ai đó có thể trở nên khác lạ đấy ạ. Nghe có vẻ được đấy. Nếu em mang, có thể ông già Tuyết sẽ mang nó tặng cho em. Em đã có chiếc tất đủ to để đựng nó chưa? Ê này, anh xấu tính quá. Và mặc kệ em cũng sẽ tự bản thân mua nó. Vậy nên không vấn đề. Hơn thì có khoảng 100 người, nhưng giờ hôm nay chỉ có 40 người còn làm thôi. Gần như quên mất mình tới đây vì cái gì rồi. Được rồi, kế hoạch môi thông tin nôi dòng mi từ cô ta sẽ là gì đây? Hôm nay có vẻ là một tối bận rộn nhỉ. Lúc nào quán cũng thế này hả em? Thì mùa này là mùa du lịch mà anh. Quản lý khuyên bọn em là hỗ trợ quán bằng cách mời chai đến uống hồi tối. Em nghĩ điều đó cũng giúp họ một phần đấy ạ. Ồ, vậy sao? Mà phải nói là nơi này nhìn không đến mẫu nào. Sao lại phải bắt bọn em? Những cô tiếp rượu mang bạn hàng đến đây để hẹn hò thế có hơi dở không? Ồ, đó chỉ là niềm tự hào mà họ hay nói đến mà thôi. Lòng tự hào. Họ đã bị mất khách khi có gờ gan vào một vài tháng này rồi. Vậy nên quản lý nói rằng nếu bọn em không đánh bại họ trong tháng này, toàn bộ nhân viên sẽ phải nộp phạt, có điên không cơ chứ? Chuyện quá gì cơ? Anh tưởng ở đây có lợi nhuận cố định rồi chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện này vậy? Mà tại sao gờ gan lại liên quan đến việc này là sao chứ? Tin em đi, em cũng cảm thấy y chang thế. Nhưng người quản lý ở đây có vẻ không đồng ý điều đó đâu. Và thực sự để mà nói ý, ngay cả khi nếu bọn em có ra ngoài hẹn hò với họ trước khi vào đây thì đó cũng không có nghĩa khách ruột của bọn em mỗi ngày sẽ ghé qua đây cả trăm cả nghìn lần. Vậy nên chúng em cần những lượng khách hàng mới. Phải, em nói đúng đấy. Có vẻ là họ đã thực sự tuyệt vọng trong việc đánh bại Grand. Họ đã hết chiến lược kế sách rồi. Mình đoán họ sẽ đi kiếm thịt để đổi lại một lượng khách hàng mới đây. Được rồi, kế hoạch môi thông tin nôi dòng mi từ cô ta sẽ là gì đây? Anh vẫn không biết có bao nhiêu cô gái đẹp hiện giờ đang ở đây. Em có bao nhiêu nhân viên nữ làm việc tại đây thế? Hôm thì có khoảng 100 người, nhưng giờ hôm nay chỉ có 40 người còn làm thôi. Khó để biết được tất cả bọn họ phải chứ. Dạ phải ạ, nhiều cô gái chỉ làm một ca trong một tuần. Có vẻ như mỗi tối em luôn ngồi với những cô gái mà em còn chưa bao giờ nói chuyện với cô ta trước đây trong đời nữa cơ. Wow, vậy là quán em có những cô gái mới thường xuyên tới đây sao? Có lẽ đó lại là sự đỉnh cao của quán em đấy. Không, bởi vì đã có rất nhiều cô gái đã thôi việc đấy ạ. Họ thôi việc sao? Vì gì? Môi trường làm việc ở đây rất đáng sợ. Bất cứ em nào mới đến có phần nổi bật thì các cô gái ở quán có mức hấp dẫn cao nhất sẽ đe dọa họ để thiết lập trật tự về thứ bậc. Nghe có vẻ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt đấy. Bất cứ cô gái có thể lên đỉnh cao trong cuộc chiến này thì hẳn phải cao tay lắm đây nhỉ? Vâng, em cho là thế. Cô gái số 1 ở đây no zombie luôn có những anh chàng đứng trước cửa vào mỗi tối để chờ cô ta, ngay cả khi quán còn chưa mở cửa nữa cơ đấy. Chuẩn rồi, đây là điều mình muốn hướng tới. Vậy sao? Vậy cô no zombie đấy trông như thế nào? No zombie sang ạ. Hôm bọn em thực sự không được nói về các cô gái khác cho khách hàng biết tới. Nhưng để mà nói một từ về cô ta thì cô ta rất chuyên nghiệp ạ. Chuyên nghiệp sao? Kiểu có rất nhiều khách hàng ở đây là cổ đông lớn của ngân hàng, hoặc làm chính trị gia, hoặc ở vài vị trí lớn khác. Vậy nên quản lý của bọn em luôn bảo chúng em đọc báo nhiều và đọc cả bản tin để có cơ sở mà còn trò chuyện với khách. No zombie sang thì rất giỏi việc đó. Vậy nên cô ấy luôn nổi tiếng với những kiểu mẫu người như thế. Giờ cũng có rất nhiều người yêu cầu cô ấy khi họ vào đây. Vậy nên cô ta ở trên đỉnh ở đây cũng không hẳn là không có lý do. Nó làm cho việc này có lý là tại sao cô ta lại nổi tiếng. Nhưng có một ngày, một vài chàng trai trẻ đến đây, cô ta đã bị lạc nghề khi nói chuyện với hậu quả là buồn cười. À mà giữ chuyện này với cô ta thôi nhé anh.
Nếu các cô gái nghe được điều em nói, nó sẽ là tấm bi kịch dành cho em đấy ạ. Thoải mái đi, bí mật của em sẽ được giữ mà. Nghe có vẻ Nozomi rất đáng yêu và chuyên nghiệp theo cách của cô ta em nhỉ. Tuyệt đây, nghe có vẻ là một lý do mà cô ta tại sao lại có danh tiếng khi là một nhân viên tiếp rượu hoàn hảo. Cô ta sẽ làm việc rất mượt thôi, kể cả với loại khách hàng cao cấp. Đeo một cái kính cũng không thể làm tôi không nhận ra được người đàn ông nổi tiếng quản lý show The Grand đâu anh bạn. Xin chào mừng đến Odyssey, anh đã có khoảng thời gian vui vẻ rồi chứ? Ây cà, đây không phải là Yamagata hàng sao? Thật là vinh dự khi tôi được quản lý từ ra chào đón nhiệt tình như thế này. Chúng tôi có thể có một vài phút riêng tư được không bé yêu? Đến đây vì Nozomi phải không? Tôi đã hiểu tại sao mà cửa hàng của anh có thể cạnh tranh được với chúng tôi. Anh hiểu tôi muốn cái gì và anh rất thẳng thắn trong việc kinh doanh. Tôi thích điều đấy. Và anh thì rất là tệ trong việc quanh co, lần mò xung quanh để theo dõi cuộc cạnh tranh. Đó là cách mà anh hoạt động rồi ra sao? Anh không cần phải làm như thế đâu. Nếu anh muốn nhìn thấy Nozomi, tôi sẽ gọi cô ta và đàm phán với anh, cho anh những gì mà anh muốn. Nó sẽ không giúp tôi đi xa. Nếu tôi không có và anh trên tàu thư xếp, tôi không đến đây vì Nozomi. Tôi đến vì muốn tâm sự tuổi hồng với anh Yamagata-han. Vậy à? Ở nơi tôi đang ngồi thì có vẻ công việc làm ăn đang rất ổn, nhưng mà khách hàng của anh đều là người đã đứng tuổi rồi. Nó không phải là vấn đề ngay tại thời điểm này, nhưng nếu như anh mong mở tất cả rộng ra, anh sẽ cần phải có một miếng bánh trong thị trường mới. Anh không nhận ra là tôi có cả 100 cô gái ở đây à? Chúng tôi đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng các hương vị nên nó sẽ ổn thôi. Làm ơn, những gì anh có còn nhiều hơn là một nhân viên tiếp rượu. Bọn kiểu gì họ sẽ thích nó. Gái trẻ thì đàn ông càng thích hơn phải chứ. Anh thì chả có nổi đứa. Còn chưa hết, anh nói về một cuộc chơi lớn về việc đương xuyên, nhưng nơi này thì lại là chỗ tuyệt vọng cho một cô gái mới tới. Tôi nói có sai không? Anh có bằng chứng cho thứ đó không? Khi mà tôi bước vào đây, phục vụ quan bảo là chỗ này đã đầy và bắt tôi chờ ở hành lang. Và khi vào đây tôi thấy một bàn trống nói với tôi rằng ở chỗ này không đủ gái cho anh có thể phục vụ hết tất cả các bàn trong văn phải chứ. Anh cần bằng chứng sao? Hãy nhìn bàn kia đi, chỗ ba người đàn ông nhưng chỉ có hai cô gái kia. Một người kề một người là tiêu chuẩn. Nếu cứ để tình trạng thế kia thường xuyên kiểu như thế thì không sớm thì muộn khách hàng của anh sẽ bị phàn nàn. Đôi mắt của anh cũng tin tưởng đấy. Anh là người thông minh và anh hiểu chuyện gì đang diễn ra phải không? Đúng vậy, và anh đã biết hết rồi đúng không? Nozomi là số 1 ở Odyssey. Nếu nói như vậy thì anh cũng có rất nhiều các cô gái tiếp tục khác để có thể hỗ trợ cho cô ta chăm khách hàng dạng đó. Nếu cô ta có việc gì đó không đi làm được đúng không? Nơi này cần một ai đó đưa nó về đích. Nhìn có vẻ nơi này cần có ai đó giúp nhúng tay vào nhỉ? Thì sao? Anh đang muốn trao đổi thế nào để lấy được nhân tố chủ chốt của tôi đây? 10 triệu tiền mặt là thứ bắt đầu. Tôi sẽ bảo người của tôi mang đến sớm nhất vào ngày mai cho anh nhé. Đấy là tôi chỉ mới khởi động thôi. Tôi đã huấn luyện các cô gái nhắm đến những dạng khách trẻ tuổi hơn. Bất cứ cô gái nào trong số họ đều là người có tiềm năng với anh. Hãy lấy bao nhiêu mà anh muốn, lựa chọn là ở anh. Majima Han, anh thực sự sẽ đưa cho tôi những người mới mà anh đã vừa tìm được sao? Tất nhiên, và tất cả các cô gái ấy đều đã hoàn thành xong khóa luyện của tôi. Vậy sao? Anh thật là hào phóng với đối thủ của quá nhỉ. Tôi đang có giảm giá ưu đãi rồi. Bây giờ nếu anh trao đổi thì cứ đợt hàng giảm giá lớn. Đây là một cuộc trao đổi béo bởi cho cả hai ta đấy.
Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu tại sao anh lấy được những cái mà anh muốn khỏi kẻ thù của anh rồi. Không cần phải đoán ra, bằng cách chỉ cần nhìn anh. Vậy đây là Goro Majima đây sao? Vậy tôi đoán đây là cuộc đàm phán thành công đúng không? Đúng vậy, nhưng mà nhớ này, tôi và anh có một trận đấu ở đây. Và không có việc anh đến đây một lần nữa như thế này đâu đấy nhé. Từ ngày mai Odyssey sẽ làm bất cứ thứ gì để thắng anh, hiểu chứ? Hay anh cứ làm bất cứ cái gì anh muốn. Và với tôi thì hôm nay tôi đã uống được một chai rượu ngon. Mang cho tôi hóa đơn để thanh toán nhé. Ha, anh đã đến với tôi và mang lại cho tôi rất nhiều điều vô ích. Hãy xem như là tôi đãi anh đi. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh nhé. Anh chắc chứ? Phải, thợ săn đã mang được chút trở về. Tôi vẫn không hiểu tại sao lần nào anh cũng làm được. Cần một chút cái này và một chút cái kia. Tôi sẽ nói chuyện với anh về công việc của cô ta vào ngày mai nhé. Tôi hiểu thưa anh, và hôm nay anh làm tốt lắm ạ. Quả là một ngày tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi uống chút rượu để say chết mẹ đi thôi. Chắc là mình sẽ qua phố Soten Bovin vào tối nay. Có cái miếng bịt mắt kìa. Sao? Nôn tiền của mày ra đây. Mày đang cố trắng lột tao đấy à? Chắc cho tao đã quá nổi tiếng rồi à? Sao mày nổi tiếng á? Tao có thể chụp chung một tấm không? Viết tên tao lên nó nữa. Nào Baka Ahashi. Để mày khoe khoang với mấy đứa ở dưới quê rằng mày đã gặp một người nổi tiếng mà mày chưa bao giờ từng nghe trước đây á. Mày đừng có chọc mấy tao. Tao cũng chả biết tao là ai nữa cơ mà. Đội quê tao có tầm 25.000 thằng khỏe mạnh cơ bắp cuồn cuộn đấy. Vậy nên mày nên tôn trọng tao thì tốt hơn đấy. Chuyện ngầu lòi đấy anh bạn. Nếu đó là sự thật thì đòi quê mày có thể đối đầu lại với cả gia tộc Toyo rồi. Mày nghĩ là tao tin à? Tao không hề bốc phét. Tao thực sự có số má ở quê nhà đấy nhé. Được rồi, nếu mày nói như thế, vậy tại sao mày lại có một mình ở đây thế? 2499 thằng còn lại hết sang giữa đường rồi à? Tao thích là một con sói đơn độc, chỉ vậy thôi. Một con sói đơn độc, thế 25.000 người bạn kia là để dỗ dành bản thân mày. Khi mày cảm thấy cô đơn à, những cái câu hỏi đấy là sao? Tao chỉ muốn tới thành phố này bù phú cho vui chút, nhưng tao cần tiền cho việc đó mày hiểu không? Sao mày không mang tiền theo người à? Tại sao khi mà phải mang khi ở đây có cả đống tiền chứ? Vậy mày là một thằng nhóc nhà quê lên thành phố muốn hưởng một khoảng thời gian vui vẻ và mày đánh người để kiếm tiền đi chơi hả? Mày chọn nhầm thành phố rồi đấy thằng Yukon. Cái chuyến tham quan Soten Bori của mày cần phải được chấm dứt ngay tại đây.
Mày không muốn đưa tiền cho tao chứ gì? Điều đó đối với tao là ổn thôi. Bạn lấy được 7 triệu chục yên. Qua, wow, tao không ngờ là mày lại khá thế đấy. Phải không nào, mày tốt nhất nên chọn đối thủ vừa tầm vào lần tới đi nhé. Thử, tao đoán là tao đã giữ sức vào lần này, mày sẽ chết nếu như tao không làm thế rồi. À thế cơ à, tao chắc là thế rồi. Thật, nếu mày chết, tao sẽ không trấn được mày vào lần sau. Vậy nên tao phải đảm bảo rằng mày vẫn còn sống. Thế à, vậy lần sau đừng có giữ sức lại, để rồi xem cái kết quả giữa chúng ta có khác đi không nhé. Dù sao, tao hôm nay nghĩ thế là đủ rồi, tao không thể lấy được tiền, vậy nên không có việc gì tao cần phải ở xung quanh đây nữa, tao đi về nhà đây. Hắn ngu, nhưng khỏe lắm, phải chú ý đường đi phòng trường hợp lại gặp thằng đó nữa.
Tôi nghĩ đây là trò đùa của nhà ông đấy à. Hửng, cái gà ở đằng kia gặp cái chuyện gì thế? Nghe có vẻ gà đó đang rất là bực tức. Có đánh nhau ở dưới đó à? Có cái thằng hề nào lại đi đánh nhau mà cầm một cây kiếm bự như vậy không hả? Ông bị ngu à, ông không có dao găm hay là súng sao? Ông hiểu đạo đức công dân cơ bản không thấy một vũ khí bình thường thôi ý. Thế là do anh không cảm nhận được cái đẹp của đao pháp Trung Quốc rồi nhỉ? Ông làm chuyện này vì tôi sao? Chợ đen đúng là một con dao hai lưỡi mà. Tại sao ông lại không đưa cho khách hàng cái thứ họ cần vậy? Nghe có vẻ họ đang buôn bán vũ khí. Việc này mình tốt nhất không nên dính vào. Tôi bán cho khách hàng nào mà tôi tôn trọng. Nếu như anh chứng minh được anh xứng đáng với thứ vũ khí của tôi, anh phải vượt qua bài kiểm tra của tôi nữa. Kiểm tra cái gì? Ông bị làm sao đấy? Tôi và anh đấu với nhau, đánh bại tôi thì anh qua bài kiểm tra. Tôi phát mệt khi ông cứ nói chuyện cái kiểu bốn đời như thế rồi đấy nhé. Được, ông muốn bên nhau sao? Tôi nhận ông, tôi sẽ cầm thứ quý báu của ông và chạy ông ra làm đôi cho ông biết mặt. Được đấy, vấn đề chính là ở đấy đấy. Đây sẽ là bài kiểm tra xem anh sử dụng thứ vũ khí đó điêu luyện ra sao. Ha, tôi sẽ không cảm thấy có lỗi khi làm ông cục tay đau, hoặc tôi sẽ đưa ông tới bến cuối luôn. Đồ ngu ngốc. Tôi mong là ông đã sẵn sàng rồi. Đầu khốn. Má thật. Những thế võ cùng cái gậy trong vải thật. Đây không phải là thứ võ thuật mà mình đã từng nhìn thấy. Ông ấy còn làm cho cái thanh đao của gã kia cứ giống như một đôi đũa vậy. Điếm thúi. Ngươi trượt vỏ chuối rồi. Ừ thì ông mong từ tôi cái gì nữa? Ông đưa tôi một thanh đao quá tệ như thế còn muốn gì? Cái cửa hàng của ông không có vũ khí tốt hơn à? Cái này chỉ là một phần từ mảnh gỗ. Thanh gươm mà anh đang giữ ở tay bên kia là một vũ khí kỳ công đúc ra nó. Sao? Nhưng rõ ràng là anh không phù hợp với nó. Tôi đề nghị anh đừng đến cửa hàng của tôi thêm lần nào nữa.
Chuyện quỷ gì với cửa hàng của ông vậy? Tôi mong nói cái với ông ở trong đó. Tin đồn nói ông là người buôn vũ khí tốt nhất. Vậy tôi tới đây mất thời gian truy ra ông. Và để cho cái gì đây? Đồ lừa đảo. Cứt thật, mình vừa mới bắt đầu nghe lỏm. Thôi không nên dây dưa với mấy thằng buôn đồ bẩn. Té khỏi đây thôi. À, Majima, rất vui được gặp cậu ở đây. Ồ, là ông à, mà đừng có nói chuyện với tôi kiểu như vậy ông già. Tôi cũng đang lang thang để tìm nơi tôi và cậu có thể tiện để trao đổi võ thuật với nhau mà không bị quấy rầy này. Vậy à, thế thì ở dưới dòng sông này đang bị chiếm mất rồi, ở đó đang có vụ buôn bán kinh khủng lắm. Anh ta tên là Phi Hu, một nhà buôn vũ khí địa phương. Anh ta cũng là một sư phụ đấy. Đến khi nào mà vũ khí vẫn ở trong tay anh ta? Sao cơ? Ông quen gã đó à? Tôi biết bố của anh ta từ hồi chúng tôi còn bằng tuổi. Thôi mà anh ta mới đến đây thăm nom anh ta cũng là một lý do mà tôi đến Soten Bori này đấy. À, chúng ta dù sao cũng đang đứng ở đây rồi. Để tôi giới thiệu cậu cho anh ta nhé. Này, tôi không có cần việc đó đâu. Đừng có cứng đầu như vậy. Điều này sẽ là tốt cho cả hai đấy. Sao ông lại biết điều đó? Với cả thời gian nghe lén có vẻ đã hết rồi. Nhưng có vẻ rằng Phi Hu đã để ý được sự hiện diện của cậu ngay từ lúc đầu rồi. Ông nói sao? Xin lỗi ông Kometri, nhưng mà tôi không tin vào gã này. Hắn tỏa ra một luồng sát khí quá nguy hiểm. Anh cũng đừng kiểu bướng bỉnh với tôi như thế nhé. Không hoảng nữa, hãy đưa cậu ta đi kiểm tra. Tôi đã nói rồi, chàng trai trẻ này có thể vượt qua được bài kiểm tra của anh đấy. Ông nói gì đấy thôi? Thế quái nào mà tôi lại phải làm bài kiểm tra này thế? Tôi không có làm ăn gì với anh ta hết. Thôi nào, tôi đã nhìn thấy mặt của cậu trong khi cậu chứng kiến cuộc chiến giữa họ. Một biểu cảm như được truyền cảm hứng vậy. Và bây giờ sự im lặng của cậu nói lên rất nhiều sự thật. Sự tò mò của cậu là một trong những công cụ quan trọng nhất trong kho vũ khí của cậu đấy. Không có gì đủ sự hoàn mỹ để gọi đó là truyền cảm hứng. Chỉ là vài suy nghĩ ngu ngốc mà tôi nghĩ ra thôi. Ừ, nhưng nó là đủ để cậu đấu lại với cả Phi Hu không? Nó sẽ giúp cậu bớt ngu đi, chỉnh lại tư tưởng, va chạm thực tế đầy đủ hơn. Cho dù cậu có một cuộc sống khó khăn hoặc là muốn cháy cùng nó, thì là lựa chọn của cậu. Ít ra hãy thử nó một lần được không? Ha, nghe này, tôi đã có một ngày khá dài và tôi mệt như chó rồi. Vậy nên hãy làm chuyện này nhanh đi vậy. Tôi mong rằng anh không có phản đối gì, Phi Hu. Nếu ông tiến cử anh ta chắc chắn như thế thì được thôi. Vậy chút nhé, giờ nó sẽ sao nhỉ? Anh ta là một tay buôn vũ khí, anh ta lấy được cho cậu bất cứ cái gì mà cậu muốn đấy. Hả, khỏi, tôi ổn, tôi sẽ đánh bại anh ta bằng cái gậy bóng chày ở đằng kia. Một cây gậy bóng chày á? Hò, trận này sẽ giải trí lắm đây. Giờ chuẩn bị bắt đầu. Hoo-yah!
Tôi không biết rằng anh lại dùng gậy bóng chày đến như thế. Anh thật là thú vị đấy anh bạn à. Tôi nhớ là đã dùng nó một lần khi tôi đang chạy khỏi cuộc truy kích trong một cuộc đấu. Tôi nghĩ tôi biết dùng nó kể từ lúc đó. Ngạc nhiên cho tôi nữa, tôi biết cậu có thể đánh nhau, nhưng tôi không nghĩ sự thúc đẩy trong một khoảnh khắc mà cậu có thể hạ được cả phay hưu nó cho tôi thấy những gì mình cần biết. Vậy anh là phay hưu phải chứ? Anh thấy vỏ gậy của tôi thế nào? Anh đã vượt qua được vòng gửi xe, tất nhiên là vậy. Anh đúng là khách hàng sẽ được mua hàng của tôi và tôi sẽ phục vụ anh. Cửa hàng vũ khí của anh, ý anh là thật tốt khi anh đề nghị vậy, nhưng anh có thể thấy tôi không thực sự hứng thú với những thứ thông thường thấy đâu. Hát e hát càng nhiều thì càng tốt. Tôi không phải là một tay buôn bình thường buôn đồ vũ khí mà tôi đi nhập nó. Hơi dị nhỉ, ý anh là sao? Anh rảnh một chút chứ, cửa hàng của tôi cũng đóng rồi, tôi sẽ tận hưởng cơ hội để giới thiệu cho anh chính xác chúng tôi làm cái gì. Đây là cửa hàng của chúng tôi, rồng và hổ bề ngoài nó là một nhà hàng Trung Quốc được mở bởi vợ tôi và tôi. Là nơi này à? Đây là vợ tôi, Long Hùa. Khách hàng mới à, hoan nghênh quý khách. Và anh nói đây không phải cửa hàng vũ khí thông thường, thì nó chính xác là cái gì đây? Hầu hết mọi sản phẩm chúng tôi bán ở đây rất tỉ mỉ được rèn bởi chính tay tôi. Vũ khí thiết kế riêng, anh có thể gọi chúng như vậy. Làm theo yêu cầu hả? Vậy anh không phải là người buôn bán vũ khí à? Anh là thợ rèn, đó là ý anh muốn nói phải không? Đúng. Giờ, nếu cho phép tôi sẽ giải thích nó như thế nào về chuyện tôi sẽ làm ra vũ khí. Vậy là anh sẽ cử quân của mình đi quanh thế giới để tìm những vật liệu hiếm và ít à. Nó khá là khác bột đấy nhé. Mục đích của chúng tôi cho tất cả việc này là tạo một kết nối chặt chẽ cho những tay buôn vũ khí ở khắp thế giới. Nhưng có một vài người sẽ làm việc rất xa khu dân cư sinh sống đấy. Vậy về cơ bản là anh sẽ có những gã đi tìm kiếm kho báu ở ngoài rừng cho anh kiểu thế đúng không? Tôi choáng ngợp về điều đó đấy thực sự. Rõ ràng, một vài khu khảo cổ ở xa sẽ tạo đồ rèn đẹp nhất và nó cũng là một vũ khí rất quan trọng trong lịch sử nữa. Cửa hàng của tôi luôn đi tìm kiếm những viên kim cương như vậy. Xa hơn nữa là, khách hàng đóng góp để qua được những mức độ đó còn được tặng một phần thưởng đặc biệt, học kỹ thuật vũ khí bí mật. Vậy sao? Vậy chắc tôi đoán là anh đã giữ lại chút sức khi mà chúng ta đánh nhau ở ngoài kia chứ gì? Rõ ràng là thế rồi, nó chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Hè, anh đúng là một con lương đấy. Nói đến cá, tôi nhớ là tôi vẫn chưa ăn gì, tôi đang đói muốn chết rồi đây. Anh nói nơi này là quán hoa vào ban ngày phải không? Cho tôi một món đặc biệt của quán có được không? Ai ra, anh cũng là khách hàng ở mảng ăn uống à. Anh chờ đấy để tôi làm cho anh một bữa.
Majima tôi có yêu cầu cần hỏi cậu. Sao nữa? Tôi cần nói với cậu vài lời về chuyện kinh doanh của họ. Tôi yêu cầu cậu giữ cảnh giác với họ. Sao lại vậy? Đô Yên Ương hạnh phúc đó sẽ làm ra rắc rối gì à? Tôi không thể chia sẻ chi tiết giờ, nhưng ở trong thời điểm này, ở cửa hàng của họ có thể đang vẽ ra cơn ác mộng cho một kẻ thù khủng khiếp. Nghĩa là sao? Không hiểu. Không có gì để lo lắng về bản thân cậu đâu. Tôi chỉ bảo cậu để cậu có cảnh giác về nó thôi. Có thể mua gì đó gửi cho họ để nghiên cứu hoặc vài thứ gì khác. Ờ, được thôi. Giờ tôi sẽ tới nơi hoang dã để luyện tập. Đừng để khả năng của cậu kéo xuống nhé. Thử. Tôi có biết anh không? Tao đến từ Odyssey, tên đó có gọi lại cho mày thấy gì không? Odyssey sao? Nghe này, nếu nói về chuyện no giống mi thì tôi và Yamagata đã chấp nhận thương lượng này rồi. Quản lý chấp nhận không có nghĩa là bọn tao cũng chấp nhận. Mày có gian lắm mới đến đó và tiếp cận cô gái số 1 ở chỗ của tao như vậy. Tao nghe nói mày có chính sách khách hàng là thần đế nhỉ. Họ nói rằng mày còn quỳ gối và cầu xin họ nữa cơ mà. Thế mà sửa là chủ tệ của mày đơn nghe thằng thảm hại thật hợp lý hơn. Hay là mày gặp khó khăn về tiền không đến thế cơ à? Bây giờ mày mà lính dạy cho tao thì bọn tao sẽ cho qua chuyện này. Mày cũng được hôn nên là lý cho nó bóng đầy mà nữa. Bọn mày nói đúng. Khách hàng của tao là thượng đế. Tao luôn cúi chào tất cả những người đến quán của tao uống và liếm giày cho bọn họ. Nhưng mày đã không phải là khách hàng của tao mà còn bố láo thì lại khác nữa. Hoặc nếu mày chỉ là mấy thằng rẻ tao muốn được tao trả cho vào mòn thì tao hơn sức tưởng tượng của mày rất nhiều đấy nhé. Câu chuyện đang vui thì cái mồm thối của mày nói ra toàn điều khó ngửi. Giết nó đi. Mày như một con quái vật vậy. Mày tự hành tinh nào thế?
Nếu mày muốn trả thù hãy đến uống nước ở quán của tao. Khi nào mà mày vẫn làm khách hàng của tao thì tao sẽ luôn luôn quỳ gối và phụng sự mày nhất có thể nhớ nhé. Nhưng mà mày phải đảm bảo mày trả được tờ hóa đơn đó. Khi mà mày đang làm khách hàng của tao, khách hàng là thượng đế mà, mày hiểu cái lộ nhỉ chưa? Thành phố này như một cái song sắt vậy. Khi nào thì em mới được ra tự do, thoát khỏi những bức tường này đây? Hả? Anh,